Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Không Được. Chào Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng xe mới về. Ở ngoài đây cũng có mấy con mới về ở trong nhà nữa. Mình cửa hàng xe máy Cao Lê 497 A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Thì anh chị và các bạn nào mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip. Thì cũng may là tới tay rồi, thì anh chị và các bạn mình mua thì mình tranh thủ thời gian nha. Hiện tại thì bên cửa hàng có rất là nhiều dòng xe luôn, từ rẻ tiền tới đắt bán tiền. Bây giờ mình vào mình gặp chị Hà để mà hỗ trợ báo giá cho anh chị và các bạn nha. Đó. Nước này em. Đó. Đây là chị Hà nè. Hello cả nhà thân yêu nhé. Năm cũ đang qua và năm mới đã tới này các anh chị này. Hôm nay là Tết Tây rồi nha các anh chị mình nhá. Anh chị mình ai đi du lịch thì đi, mà ai không đi du lịch thì ghé cửa hàng xe Cao Lê 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Xem xe và lựa chọn những chiếc xe đẹp để mình về mình đi chơi lễ cũng như là làm phương tiện đi lại các anh chị nhá. Và em cũng xin thay mặt cửa hàng xe Cao Lê xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm chân tình của tất cả anh chị em đã luôn quan tâm, tin tưởng, đồng hành, ủng hộ cửa hàng xe Cao Lê em trong suốt thời gian qua cũng như thời gian gần đây. Em thì bản thân em thì làm dâu trăm họ, nói chung là chắc cũng không có thể mà làm hài lòng hết được tất cả quý khách hàng thân yêu bao nhiêu ngàn người. Thì có gì sai sót thì cũng mong anh chị em mình thông cảm và bỏ qua. Để những gì qua thì để cho nó qua đi, một cái năm cũ đi các anh chị nhá. Và lại bắt đầu một năm mới từ đầu. Thì cũng cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Và các em cũng rất mong được anh chị em mình lại tiếp tục quan tâm, đồng hành và ủng hộ em nhá. Hôm nay lại về một số rất nhiều xe đẹp luôn. Em và Việt lại tiếp tục làm clip giới thiệu và báo giá để anh chị em mình ghé tham quan mua sắm và ủng hộ em nhá. Chúc cả nhà mình đón một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhá. Em đi báo giá các anh chị nhá. Ghé ủng hộ em. Ngồi coi luôn, quay luôn anh chị. Xe về rất nhiều xe đẹp luôn để phục vụ tất cả anh chị em mình dịp Tết Tây cũng như Tết ta đã cận kề các anh chị mình nhá. Này có quay nè. Quay giá rẻ đúng không? Quay giá rẻ đây các anh chị này. Quay Honda. Tùng ơi lấy cái chìa khóa trong nhà cô cái xe này nè. Quay khách vừa, mới vừa đổi luôn vừa à. Đổi xe cho người anh em xong đây. Đấy. Anh em nói là con anh chỉ đi xe 50 được thôi. Cháu chưa đủ tuổi cho nên là đổi con xe này đi. Để lấy xe 50 về cho con đi học. Quay Honda. Máy 100 các anh chị nè. Đấy, xe này giá bình dân cho anh chị em mình đi làm. Đấy. Máy Honda các anh chị nha. Chốt đơn bán anh chị em mình 6.900.000 thôi. 6.900.000. 6.900. Đấy. Bà con anh em ai mà chưa có phương tiện đi làm thì mình chốt đơn này, giá bình dân cho anh chị em mình đi làm. Rồi. Còn ai nhiều tiền hơn thì mình lấy AB phiên bản 2019 đen nhám này. Đẹp keng luôn các anh chị nhá. Xe đẹp tuyệt vời luôn, xe chạy mới có 7.213 km thôi. Bao đẹp êm zin cho cả nhà thân yêu này. Vỏ trước vỏ sau còn gai gió luôn các anh chị nhá. Đấy. Nguyên zin từ đầu đến chân luôn, biển số 71 Bến Tre. Ai kết chốt ủng hộ em nha, đẹp lắm luôn các anh chị này. Đấy. 32.300.000 đồng các anh chị này. 2019 nhá, đẹp lắm luôn á, đen nhám. 32.300. Ai thích AB mẫu này thì mình chốt mẫu này này, ít tiền hơn này. Chiếc xe này biển số 61 Bình Dương. Đấy, bán cho anh chị em mình 30.500 thôi. À quên, xin lỗi. 20.500.000 đồng. 20.05 màu vàng đen biển 61 Bình Dương các anh chị mình nhá. Chị em nào thích chiếc Lít thì mình lấy chiếc Lít này. Lít 125. Phiên bản 2013-14 rất đẹp luôn các anh chị này, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Bán cho anh chị em mình 19.500 thôi. 19.500. Đấy. Ví dụ như anh chị em mình mua mấy chiếc xe này vẫn được tặng thùng bia, chai nhớt, cái nón rồi cặp kiếng nữa. Em vẫn áp dụng tặng quà, tặng bia cho anh chị em mình cũng như nhớt nón áp dụng cho tới ngày 30 Tết luôn. Và cửa hàng xe Cao Lê em vẫn phục vụ tất cả anh chị em mình tới ngày 30 Tết luôn. Anh chị em mình cứ ghé qua ủng hộ em nha. Lãnh lương, lãnh thưởng gì cũng được này các anh chị này. Cái này VS máy 110. Biển 60 Đồng Nai các anh chị này. 9.800.000 đồng. Máy êm zin. Xe gì vào xem đi anh. Gửi tiền. Dạ. Gửi tiền. Anh vào anh đưa cho con em đấy. My ơi. Coi bác này. Rồi nô 5. Nô 5 đâu vậy? Ủa đây. Nô 5 đẹp lắm luôn này, mới về luôn các anh chị này, biển số 69 Cà Mau. Màu trắng xanh. Đấy. Biển số 69K1 12544. Chốt đơn bán cho anh chị em mình 10.500.000. 69 Cà Mau các anh chị nha, Novo 5.
Rồi. Đấy. Quay RS. Cái này quay RS mấy trăm nè. Con này biển số thành phố Hồ Chí Minh này 9,5 triệu mấy em zin. Con này 9,2 triệu này các anh chị nè. Và chiếc 72 này là 9,7 triệu. Đấy. Ba con quay RS luôn. Ba con quay RS mấy trăm luôn á. Mấy trăm đi làm rất ok luôn các anh chị nhé. Con này là Elegant à. Elegant 50cc 9,8 triệu. 9,8 triệu cấp. Cấp 50cc chỉ có 6,8 triệu này. Đấy con AB này nè. AB này biển số 64 Vĩnh Long nè. AB này mới về luôn, đang còn đấy, vừa sơn cái cả nghiên dặm lại này. Biển số 64 Vĩnh Long. Quá đẹp luôn các anh chị ạ. Màu đỏ đen nhá. 20,500,000 đồng các anh chị ạ. Ai kết chốt ủng hộ em. Đấy, 125 FI phun xăng điện tử. Bên trong nhà thì còn rất nhiều dòng xe luôn. Anh chị em mình ở gần cứ tranh thủ ghé tham quan mua sắm ủng hộ em. Em ví dụ đổi lại, đổi cho các bộ xe đã đổi lại. Ok, được, được anh. Lúc khi nào anh đổi? Tính ra Tết đổi cả này. Rồi, cái này xong chưa? Rồi. Xong rồi nè. Con ghi vô đây cho mẹ. Trả đủ rau cà vẹt. Lấy tiền chưa? Rồi. 40 triệu à? Rồi, ok anh. Rồi rồi. Nào muốn đổi mang qua đây em đổi cho nha. Đổi nhiều lần biết rồi trẻ. Giờ khi nào anh đổi đi qua đây em tính cho. Em đang mắc bao nhiêu ngàn người đang đợi em mà. Exide 135 này cái chị này, chiếc xe này biển số 60 Đồng Nai. Giá chỉ có 16,5 triệu thôi các chị ạ. 16 năm. Ai thích rider mình chốt rider này. 150/2019, biển 50 thành phố 295 các chị nhá. 295. Rồi, Vision biển số 61. 14 triệu. 14 triệu. Đấy. Janus này 67 An Giang 17 năm. AB 2017 262. Vario này 34,8 triệu 2020-21 gì đó các anh chị nhá. Rồi, quà em thắc mắc. Này bia đang dành tặng anh chị em về nhậu lễ này. Anh chị em mình cứ mua xe đi, em tặng bia, tặng nhớt, tặng nón cho anh chị em mình đầy đủ nhá. Đấy. Cái này NVS 155 cái gì này? Thắng ABS khóa thông minh. Giá 24 triệu thôi các anh chị nhá. 24 triệu. Thôi. Em ơi, ngồi ghế. Cái thằng ghế. Màu xanh. Cái này SH Mod màu xanh nhám. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh 375. 375. Mua về đi Tết đi các anh chị ơi. Màu đỏ này phiên bản 2020. Biển 59. 56 triệu 8 các anh chị nhá. 56 triệu 8. Rồi, AB màu đen. AB màu đen phiên bản 2019. 31 triệu 8. Mấy chiếc SH này thì 41 triệu này các anh chị này. Nhưng mà mấy như cái video clip trước em có nói đó. Anh chị em mua mấy chiếc SH này em cứ giảm giá 500k tặng thùng bia, chai nhớt, cái nón và cặp kiếng. Đấy, giảm 500k và vẫn tặng 4 món quà nữa các anh chị nha. Phiên bản 2015-16 41 triệu là coi như còn có 40 triệu 500 thôi. Ai mà không lấy quà tặng nữa coi như còn 40 triệu à. Đấy, giá rất bình dân. Chiếc này phiên bản 2017-18 quá thông minh các anh chị này. Màu trắng rất dễ thương luôn, biển 61 Bình Dương. 51 triệu 500 các anh chị nhé. 51 triệu 500, rồi. Chiếc này 2019, đó. Quá thông minh, đỏ đô, biển 62 Long An, 56 năm. 56 năm, ok. Đấy. Còn Vario bao nhiêu luôn, Vio, Vision, Vario rồi Vision này, AB. Bên cửa hàng em rất nhiều để cho anh chị em mình ghé tham quan mua sắm ủng hộ em này. Đấy. Ghé xem xe này, mấy cái xe tầm trung, tầm vừa cho anh chị em mình làm phương tiện đi lại nhé. Ai thích list thì mình nhờ chốt list này. Phiên bản 2019-2020, quá thông minh các anh chị ạ. Inox bọc nguyên con luôn, xe này đi đúng 12.000 cây. Biển 69 Cà Mau giá 30 triệu 500 các anh chị nhé. 30 triệu 500, ok. AB. AB 2010, 15 triệu 9. Biển 61 Bình Dương các anh chị nè. Đấy, ai kết chốt ủng hộ em. Rồi. Vario xám xi măng 150, phiên bản 2020. 40 triệu 900 các anh chị nhé. Biển 83 Sóc Trăng. Màu xanh 125. Màu xanh 125, biển 68 Kiên Giang 34 năm nè. 34 năm. Màu trắng 150, hồ sơ cầm tay 2022, 44 triệu 500. 44 triệu 500. Rồi màu vàng cát 100. Vàng cát biển 61 Bình Dương 2021, 37 triệu 500 anh chị, đẹp lắm luôn á. Faro toàn màu đẹp anh chị em mình lựa này. Màu xanh 375 luôn, màu xanh nhám. 365 màu xanh đen anh chị nè. Biển 67 An Giang. Màu đỏ. Chiếc này 2022 luôn, 39 triệu 500. 63 Tiền Giang chạy 4.000 cây. Màu vàng chiếc này 66 Đồng Tháp, màu vàng cát luôn, 395 luôn. 395. Dạ. Đấy, cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn quan tâm, tin tưởng, chia sẻ, đồng hành cùng cửa hàng xe cao lê em nhé. Rồi, Vision. Dạ. Chiếc Vision này màu xanh đen này các anh chị. Biển 64 Vĩnh Long, 20 triệu 900 thôi. Là anh chị em mình sở hữu một chiếc xe Vision rất đẹp rồi nhé. Rồi, màu
AB2019 này các anh chị. Biển 70 Tây Ninh 31,8 triệu, màu xanh bạc. Rồi màu đen. Màu đen này biển 67 An Giang 30,8 triệu, khóa thông minh các anh chị này. Chiếc này 26 năm. Biển số đâu chị? 68 Kiên Giang. Rồi. Chiếc này 2019, khóa thông minh luôn, biển 95 Hậu Giang, giá chỉ có 29 năm thôi. 29 năm. Chiếc biển 36 màu cam đen. 25,3 triệu. 25,3 triệu. Chiếc 37 này 263. Chiếc 71 Bến Tre này 265. Nhiều giá lắm, anh chị em mình tha hồ lựa chọn. Anh chị em nào mà muốn mua trả góp trên dưới 30 triệu không cần trả trước đâu, nhưng mà hồ sơ tốt các anh chị mình nhé. Đấy. Ai thích xe tay côn mà đèn LED cao cấp, đồng hồ điện tử này, phiên bản 2020 màu cam đen đẹp lắm luôn này. Ai thích đỏ nhám lấy đỏ nhám, mà ai thích xanh đen lấy xanh đen. Cam đen 2020 31,7 triệu, biển 69 Cà Mau. Chiếc này 65 Cần Thơ này, 29,8 triệu. Và chiếc đỏ nhám 2020 biển 68 Kiên Giang 295. Đấy, anh chị em mình thích màu nào lấy màu đó. Thích biển số nào lấy biển số đó, rất chi là dễ dàng lựa chọn luôn các anh chị. Vision màu xanh. Vision màu xanh nó vừa báo rồi. Ẹt mất cân, đúng không? Hàng đó vừa báo. Đúng. Ẹt mất cân này 25,8 triệu các anh chị này, phiên bản 2018, xe zin nguyên con luôn, bao anh chị em mình luôn. 258 biển 35 Ninh Bình. Rồi. Vision màu đỏ. Vision màu đỏ biển 70 Tây Ninh 21 năm các anh chị nè. 63 Tiền Giang 265 luôn. Đấy. Bên em là luôn mua bán trao đổi các anh chị nhé. Các anh chị mình có xe xấu muốn đổi xe đẹp cứ đưa qua đây em đổi xe đẹp về cho đi Tết này các anh chị này. Chiếc Vision trước màn hình tất cả anh chị em mình nè. Biển 66 Đồng Tháp 22,5 triệu. Chiếc này 73 Quảng Bình 26,9 triệu các anh chị. Chiếc này biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh, mấy cái này khóa thông minh hết các anh chị nhé. Chiếc này cũng 265 là khóa thông minh luôn nè. Chiếc này 24 năm 2020 khóa thường. Chiếc này 95 Hậu Giang 2020 luôn, 275. Chiếc này 24 triệu. Chiếc này 24, chiếc này 24, hai chiếc này bằng giá nhau. Đi sần rất nhiều luôn, ai thích xe số mình lấy xe số này. Ai thích xe 135 mình lấy xe 135 này các anh chị này. Chiếc này 17,5 triệu, biển số 67 An Giang. Chiếc này biển số 61 Bình Dương, tem số 10, 18,3 triệu. Rồi màu xanh trắng luôn. Và chiếc này màu trắng xanh biển 38 Hà Tĩnh 16 năm các anh chị nè. Okay. Em báo giá nhanh một chút các anh chị nha. Rồi. Tết tới nơi rồi đó. Quay Alpha. Quay Alpha 2019 14,2 triệu, biển số 78 Phú Yên các anh chị ạ. Vision màu xanh đá nè. Xanh ngọc. Rồi xanh đá. Xanh đá cuối 2020 luôn, biển số 94 Bạc Liêu 27,9 triệu. 27,9 triệu. Chiếc này 94 Bạc Liêu luôn, đỏ đô luôn, 26 năm. Đấy, anh chị em mình thích màu nào lấy màu đó. Vision bên em bao nhiêu cho anh chị em mình tha hồ lựa luôn. Chiếc này có 21,7 triệu thôi, đen nhám này. Đấy, đẹp keng luôn. Chiếc này 24 triệu, biển số 83 Sóc Trăng anh chị nè. Màu đỏ đô luôn. Còn màu... Chiếc này... màu gì ta? Màu trắng sữa. 27,8 triệu. Cuối 2020, biển số 36 các anh chị nhé. Rồi, màu xanh. Chiếc này màu xanh này. 23,8 triệu, biển 59 Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục màu, màu xanh đá, 27,8 triệu 2020. 61 Bình Dương 2020 24,5 triệu. 70 Tây Ninh 27,8 triệu, khóa thông minh các anh chị nhé. Đấy, nhiều lắm, tha hồ cho anh chị em mình lựa chọn đó. Anh chị em mình cứ ghé tận cửa hàng đi, ở gần cứ ghé trực tiếp đi, xem xe chạy thử, test thử thoải mái luôn, bao thử thầy kiểm tra cho anh chị em mình luôn nhá. Đấy. Rồi, tiếp tục Vision màu trắng đỏ. Vision này 2020 các anh chị ơi, đẹp lắm luôn, 26,8 triệu. Rồi, future màu đen nhám. Future đen nhám, đèn LED 2019, 23,5 triệu. Chiếc future mập này 19,2 triệu, biển số 36, thành phố Thanh Hóa các anh chị ơi. Rồi. AB phiên bản 2014-15 này, màu đỏ đô, màu đỏ đen chứ. Chiếc này biển số 59, thành phố Hồ Chí Minh 20,7 triệu. Chiếc này 69, Cà Mau 20,5. Winner V1 Winner. Chỉ có 21 năm thì 2018 các anh chị nhé. V1 còn như còn V1 bên cửa hàng mới em đang còn mấy con nữa. Cửa hàng mới hôm qua mình có up clip á, có nhà anh em mình xem qua clip bên đó. Rồi. Clip bên đó cũng nhiều lắm. Đấy. Hai cửa hàng cách nhau 10 mét thôi. Anh chị em mình cứ ghé qua tham quan mua sắm hai bên ủng hộ em nhé. Tiếp tục AB này, vàng đồng. AB màu vàng đồng. Tem 3D. Đẹp lắm luôn á. Chiếc này biển số 93 Bình Phước 20,9 triệu. Ai Bình Phước chốt đơn em ship okay. Xe cho bao phí ship về Tân Xuân Đồng Xoài Bình Phước cho anh chị em mình luôn, tặng chai nhớt cái nón luôn. Gia đình mình cứ đi đâu lăn quanh cho đời nó mỏi mệt nhờ. Chiếc này AB phiên bản 2019 biển 68 Kiên Giang 31 triệu.
Và con màu đen. Màu đen này biển số 61 Bình Dương, 21.300.000 ngay chị này. Chiếc này 213 luôn, cam đen 66 Đồng Tháp. Chiếc này 49 Lâm Đồng Đà Lạt, 20.500.000. Chiếc Lít này 19.800.000 này các anh chị. Và chiếc AB này biển 61 Bình Dương, 20.700.000. Đấy, em báo nhanh một chút các anh chị nha. Tết sắp tới rồi, đang còn có khách đang đợi em nhà bao việc, mong anh chị em thông cảm nha. Chiếc này 65 Cần Thơ, 215. Chiếc này 77 Bình Định, 215. Okay. Em cũng báo nhanh một chút đi, anh chị em nào gần cứ ghét trực tiếp xem xe đi. Giá cả nhà em để rõ ràng lắm, trên yên xe có sẵn này, anh chị em mình đừng lo, trên nói đường mà dưới một đéo nha, yên tâm đi, đâu đó rõ ràng lắm, em không có vớ vẩn đâu. Đây Vision trước màn hình tất cả anh chị em mình đây, 2020 màu trắng, biển 83 Sóc Trăng, 26.900.000. Ai ít tiền hơn nữa mình lấy AB đầu bò FI phun xăng điện tử nè. Biển 60 Đồng Nai, chị ơi có chốt đưa chứng minh con em làm giấy cho. Con lấy chiếc ẹt, mẹ để bên góc bên kia kìa. Hả? 317 với thùng bia cho nhớt được. Không không. Bớt không tặng mà tặng không bớt. Chiếc này 60 Đồng Nai các anh chị này. 13.500.000. Chiếc này thành phố Hành Hồ Chí Minh 132. Chiếc này là Grander biển 60 Đồng Nai, 20.800.000. Màu xanh rất đẹp luôn các anh chị ạ. Vision này 69 Cà Mau, 20.800.000. Màu đỏ tươi đẹp keng luôn. Da nớt 18 năm, khóa thông minh này. Màu nâu cam đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Vision 13 năm, 14 năm. Đấy, Vision này rẻ rề luôn. Đấy, Vision anh này chị các em bạn cứ tới đi. Cứ tới thì nhiều lắm. Cho tới 14.500.000 á. Đúng rồi, tha hồ lựa chọn luôn. Đấy, các clip trước em cũng có báo giá hết rồi. Nên là anh chị em mình cứ yên tâm đi. Nè. Còn ai thích xe số mình lấy xe số này, Surat FI này 12.400.000. Biển số 38 Hà Tĩnh, 12.4. Chiếc này 14.800.000 này. 2021 luôn các anh chị nhé, đẹp lắm luôn, biển 68 Kiên Giang. Chiếc này 67 An Giang, 12.800.000. Chiếc này 68 Kiên Giang, 2019, 13.800.000 này. 79 này cũng 13.800.000 luôn các anh chị. Ai thích Luviat thì mình chốt đơn biển 62 Long An, 9.200.000 thôi. Click cuối 2011, 11.800.000 các anh chị ạ. Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ em này các anh chị nè. Chiếc này biển số 65 Cần Thơ, 11 năm nha. Đấy, chiếc này 49 Lâm Đồng Đà Lạt, 12.800.000. Đấy, em báo nhanh một chút nhưng mà anh chị em mình đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em nha các anh chị nha. Rồi. Cảm ơn tất cả anh chị em mình rất nhiều nè. Đây, chiếc Vision này 13 năm thôi. Chiếc này biển số 93 Bình Phước, AB lên Thái đây các anh chị ơi. Màu vàng đen nè. Giá bình dân đi rất sang chảnh luôn, 11.800.000, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chiếc này AB 2010 FI phun xăng điện tử, biển số 59, 16 năm. Vision đen nhám này, rồi Way Alpha đây nữa các anh chị. Way Alpha 2018, 19 luôn á. Còn nó 2018 thì phải 12.500.000 thôi, biển số 38 Hà Tĩnh này, 12 năm. Vision này 2020, 25.900.000. Đấy, biển 67 An Giang các anh chị nha, đen nhám xám. Ẹt này 61 Bình Dương này, máy êm zin cho cả nhà thân yêu luôn, 17.500.000. Grander màu xanh đen đẹp keng luôn đây, 2017 luôn các anh chị này, 21.500.000, 2017 nhá. Đấy, biển 61 Bình Dương. Chiếc Vision màu trắng này phiên bản 2014 luôn, 14.000.000, biển số 60 Đồng Nai luôn các anh chị. Okay, màu trắng đẹp lắm luôn á. Vision này biển 61 Bình Dương, 20.900.000 các anh chị nhá, màu xanh đen. AB 2010 FI phun xăng điện tử, biển 61 Bình Dương, 16 năm này. Chiếc này 11.800.000. AB lên Thái, biển 54V34728. Đấy, quá đẹp xuất sắc luôn, nhiều xe lắm luôn anh chị ơi. Ghé tham quan mua sắm ủng hộ em. Chiếc này nữa này, mới về nè. AB lên Thái, 11.800.000, biển số 93 Bình Phước. Chiếc này 61 Bình Dương, 13 năm anh chị này. AB đầu bò nhá, AB đầu bò bên em rất nhiều luôn. Bên cửa hàng mới bên kia còn mấy chiếc đầu bò màu trắng đỏ, nó đẹp keng luôn. Chiếc này 59 thành phố Hồ Chí Minh, 13 năm luôn. Đấy, đầu bò thì 13.000.000, 13 năm. Bên kia có chiếc 12 mấy nữa kìa. Bên kia còn có gì là... anh chị và các bạn có thể là xem cái clip kia thì hôm qua đó mình có cái lô bên đó đó. Anh em mình có thể mình tham khảo ha. Rồi, mình với chị Hà cũng đã báo xong cái lô xe hiện còn. Có nghĩa là báo nhanh nhất có thể cho anh chị và các bạn ha. Đó, tranh thủ các anh chị nha. Đấy. Các bạn nào mua ủng hộ thì các bạn cứ tới đi, mình được. Xem xe trực tiếp luôn, được rồi. Thì chị ơi bớt giá tới tham quan mua sắm ủng hộ em, bớt lộc lá cho anh chị em nhân dịp năm mới.
Rồi anh chị em nào mà lấy bia về rửa xe thì em tặng bia, tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm đầy đủ luôn. Thôi thì em cũng đến đây cũng báo giá hết cả các dòng xe rồi. Thì cảm ơn anh chị em mình đã xem like, chia sẻ, ủng hộ em. Thì kính chúc tất cả anh chị em mình có một kỳ nghỉ lễ thật là sung túc, đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình nhé. Và luôn được bình an hạnh phúc nhé. Cảm ơn cả nhà thân yêu rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào clip tiếp theo.